nào, các thánh, các chế, các chị, các bạn, các em và các mẹ bỉm sự á. Mấy hôm nay cộng đồng mạng nó dần dần nên xe và xe mấy em bưởi toa dừa toa khoe vô. Em chợt nhớ đến một cô hoa hậu của báo Tiền Phong, bây giờ là một Facebook tổ nghìn like. Bây giờ nói một câu kinh điển, tức là điển rất nhiều kinh rằng đẹp cũng là một tài năng. Cho nên là bây giờ là các em 2000 mẹ không ít toàn đi khoe tài năng ý. Đấy, ngày xưa thì khoe 3 vòng 1, 2, 3. Nên bây giờ 3 vòng cân đối cũng không bằng vòng 1 khủng. Nói như bạn em một chuyên gia đào tạo các hoa hậu người mẫu mỹ nữ thời bây giờ nói rằng vòng 1 ngon, vòng 3 ngon cũng không bằng cái vòng dưới vòng 3 rất to. Mà đấy là em 9x không ít bảo là bây giờ mấy cái em hoa hậu mấy lại người mẫu thì cũng toàn có đi bơm bưởi vào hoặc là đi thi sau đó lấy giải rồi đi bơm bưởi rồi bán bơm bướm chứ có làm gì đâu. Đấy, vừa rồi của em hoa hậu khai được 7 năm cặp với một anh đại gia được mười mấy tỷ đấy. Gương to tài liếc của các chị đấy thôi. Chị bảo là đấy sau khi các chị đi thi hoa hậu người mẫu về, chị nào mũi dẻo bây giờ trở thành mũi thẳng mũi cao, mặt vi lại giờ thành mặt lờ lại. Trước đây là bưởi, trước đây là cam là quýt, bây giờ là bưởi là dừa. Như vác hai trái banh trái bóng trước ngực, người ta bảo ôi trời ơi cẩn thận kẻo ngã, bây giờ ngã là dập hết đấy. Đấy, các chị như thế nói sao các em được, cho nên các em mình cũng chăm sóc thôi. Thế lên đó là những cái gương sáng cho lớp đàn em có gì lạ đâu. Bưởi, dừa dừa dừa, mông mông mông, dứ dứ dứ. Đó là bài hát liên tư bất tận của các em trẻ bây giờ. Vú vú vú, mông mông mông, bưởi bưởi bưởi, dừa dừa dừa. Mà khoe hết, vú mới khoe hết ở cái vòng dưới vòng 3 này thì không biết còn cái gì để khoe nữa không. Cái này cởi hết là nằm ra đường mà người ta cũng không nhìn nữa, thì không biết là còn cái gì mà khoe. Chị bảo là nhà em chỉ có đặc sản là bưởi với lại dừa thôi, chả có cái gì đâu. Cả mực nướng nữa, nhưng mà bây giờ người ta không, người ta cũng không quan tâm nữa thì không biết còn cái gì mà khoe. Gớm. À, cứ nói mà cô Tiết rồi bà Phó Đoan ở trong tác phẩm Số Đùa của nhà văn Vũ Trọng Phụng rồi những cái hình mẫu khoe bưởi, khoe dừa với cái áo hứng cái quần xin chờ một phút. Mà bây giờ các cụ nói rằng là cô Tiết và bà Phó Đoan cũng phải chào thua các chị em bây giờ, nghĩa là các em 9x 0x đúng là hậu sinh khả ố. Ta sắp vươn vai cùng các cường quốc năm châu thế giới rồi, nổi tiếng lĩnh vực gì không biết, nhưng mà riêng lĩnh vực này là chúng ta có cơ hội sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Nên là tôi đề nghị các đồng chí là cứ lên đi tắt quán đầu các đồng chí ạ. À, không quên, kính thưa các vị đại biểu, và nền công nghiệp của nước nhà rất nhiều mũi nhọn, nhưng người ta nói là nó chả khác gì quả mít với quả sầu riêng. Để sánh vai cùng cường quốc năm châu, cho nên em đề nghị là chúng ta cần phải tập trung vào một ngành công nghiệp mới, đẩy thêm một mũi nhọn nữa, đó là ngành công nghiệp bơm dừa, bơm bưởi. Các đồng chí ạ, lần này chúng ta cứ băn khoăn về việc thoát đói, sát đói, giảm nghèo. Nuôi cây gì, trồng con như cây, trồng con gì, nuôi cây gì, trồng con gì, trồng cây gì. Trồng cây gì, nuôi con gì, trồng cây gì, nuôi con gì, trồng cây gì. Rằng là bây giờ chúng ta nên đầu tư mạnh cho nền công nghiệp bơm bưởi, bơm dừa, bán bươm bướm. Có bao nhiêu là cái hình mẫu lý tưởng của phụ nữ thế kỷ 21, đó là các em thi hoa hậu người mẫu trước đây qua nhà nghèo, giờ một bước lên xe đi xe sang, toàn cái nói đi xe siêu sang mấy tỷ mấy chục tỷ. Nên chúng tôi đề nghị quý vị tiếp tục hát bài bưởi 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 dừa dừa dừa, và đề nghị là mỗi người mỗi nhà nên tiếp tục trồng bưởi trồng dừa và nuôi bươm bướm càng nhiều càng tốt. Sẽ là một ngành công nghiệp dịch vụ thế mạnh của chúng ta, để chúng ta sánh ngang với cường quốc năm châu bốn bề. Các đồng chí đừng nhìn xem, nền công nghiệp ô tô của chúng ta đến năm 2020 dự kiến sẽ có ngành công nghiệp ô tô Việt Nam thì bây giờ đã phá sản.
Rồi ngành công nghiệp đóng tàu của chúng ta dự kiến trở thành những cường quốc đóng tàu của thế giới thì bây giờ ra sao với những villa xin với villa này? Ngành công nghiệp phần mềm với ngành công nghiệp gia công phần mềm của chúng ta khi hào hùng tuyên bố rằng sẽ vươn lên những tầm thế giới thì kết quả bây giờ ra sao chắc các đồng chí cũng đã biết. Cái ngành du lịch, theo thống kê của ngành tổng cục du lịch thì có đến 80% du khách quốc tế đến Việt Nam một đi không trở lại. Nói nhanh cho nó vuông, nói vuông cho nó tròn và nó tròn cho nó không méo rằng là bây giờ Việt Nam có cái ngành phát triển nhất, đó là ngành cạp đất mà. Đứa nào không cạp đất thì thằng đấy là thằng ngu, ngu gì mà không cạp đất. Với ngành công nghiệp trồng dừa, trồng bưởi và bán bươm bướm, đề nghị chúng ta đẩy mạnh nhé. Để tôi bắt tay chúng ta cùng hát bài Bưởi dừa dừa dừa.